Theo cơ quan khí tượng, số ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt năm 2024 trên cả nước có thể nhiều hơn trung bình nhiều năm, đề phòng nắng nóng đặc biệt gây gắt. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng khả năng xuất hiện sớm tại Nam Bộ, tập trung ở miền Đông, Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ. Số ngày nắng nóng ở các khu vực có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Cũng trong 3 tháng đầu năm 2024, Tây Nguyên và Nam Bộ ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, do vậy tình trạng khô hạn có thể kéo dài trong thời kỳ này. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, Trung tâm Khí tượng dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng từ 1 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.